Hello, xin chào các bạn, mình là Nguyễn Du đến từ Nguyễn Du Aqua. Thì hôm nay mình sẽ set up một chiếc bể cá ở đây, như mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Chiếc bể cá này có kích thước là 90 x 45, cao 40 nha các bạn nhé. Thì mình sẽ xác định là chơi chiếc bể cá này theo phong cách Iwagumi. Thì với cái phong cách Iwagumi thì chiều cao một chiếc bể cá, mình khuyên các bạn là nên chọn chiều cao thấp hơn mức tiêu chuẩn một chút để cho cái bố cục của chúng ta nhìn được có cái độ cao hơn và có chiều sâu nó sâu hơn một chút. Một số cái vật dụng mình cần chuẩn bị đây, đá đây mình đã nhặt sẵn, một bao nham thạch trắng để trải nền và một bao cát thạch anh nha các bạn nhé. Cát này mình dùng để cố định hình cái bố cục của mình khi mà mình đổ đá nham thạch trắng. Ê, 20 cân đấy các bạn. Ây da. Mình là theo cái trường phái của người hệ nghèo, cứ đôn thật cao lên để đỡ tốn phân nẻ các bạn. Chứ bằng này mà giải phân nền thì chắc cũng phải hết vài củ. Một bao nham thạch trắng này chi phí rất là rẻ, nếu mà mua cả bao thì hết tầm khoảng 300.000. Khi mà set up một cái phong cách Iwagumi thì các bạn nên xác định là mình sẽ lựa chọn cái phần tiêu điểm nó ở cái vị trí nào. Ví dụ như các bạn thể là xác định là ở giữa này, hoặc khu vực bên trái này, hoặc khu vực bên phải. Thì xác định ở khu vực bên nào thì chúng ta sẽ đôn cao cái phần đấy lên. Ví dụ như cái bể này thì mình sẽ đặt ở bên tay trái này, mình sẽ cho bên tay trái này nó cao hơn một chút. Phần nham thạch trắng thì các bạn cố vén sao cho phần phía trước của chúng ta không để lộ nham thạch trắng rồi nhé. Xong phần nền rồi thì mình sẽ chọn viên đá. Đối với cái phong cách Iwagumi này thì cái viên đá chính, viên đá tiêu điểm nó sẽ rất quan trọng. Cát của mình hơi ướt nên là nó không lọt được hết những cái khe của đá nham thạch trắng, nên là mình sẽ phải vào một chút nước để cát nó lọt xuống những cái khe nham thạch trắng. Nó sẽ giúp cho cái việc định hình cái bố cục của mình trở nên chắc chắn hơn. Đây, các bạn có thể thay thế hết bằng phân nền nếu mà có điều kiện, thì cái lượng dinh dưỡng nó sẽ được bền hơn. Sau khi bơm nước để cát nó dồn xuống những cái khe ở đá nham thạch trắng rồi thì mình sẽ hút ra một lượt nhé, để cho chiếc bể được sạch hơn, và chúng ta sẽ sau đó là chúng ta sẽ trải phân nền. Và đây là 20 kg gất xanh. Đôn như vậy rồi mà mình vẫn phải dùng thêm 20 kg nữa đấy các bạn ạ. Chúng ta đổ khu vực này trước nhé, tránh cái tình trạng là đá lông vũ và cát nó xối xuống, nó lại hở phía trước. Khi mà đã đổ phân đường như thế này rồi thì chúng ta sẽ điểm những cái viên đá phụ. Ôi trời ơi, tốn phân quá các bạn ơi. Vì nghệ thuật phải chấp nhận một tốn phân một tí. Sau khi xếp đá cảm thấy khá là ok rồi thì mình sẽ bắt đầu làm ướt cái bề mặt phân các bạn ạ. Chúng ta sẽ làm ướt cái bề mặt phân này để cho cái quá trình cắm cây của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Bể này thì mình chơi phun chân trâu ngọc trai các bạn.
Có thể là trên đá mình sẽ gắn một chút liễu răng cưa. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một số cái giá thể buộc chân trâu ngọc trai như thế này để mình điểm để mình gài vào những cái khu vực mà phân nền của chúng ta có thể bị trôi, thì chúng ta cứ dùng cái giá thể này, nó sẽ giúp cho cái bố cục của chúng ta trở nên nó ổn định hơn. Hoặc là chúng ta có thể gài vào những cái khu vực mà khó trồng, điểm vào những cái khu vực đá như này, rất là đẹp. Trên này ưu điểm của cái giá thể như vậy, ta có thể điểm bất kỳ chỗ nào mà chúng ta thích. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một vài bát chân trâu ngọc trai, thì đây là nó vẫn còn có đất ở bên dưới như thế này, nên là chúng ta sẽ rửa sạch phần đất này đi. Sau khi rửa sạch thì chúng ta sẽ được một mảng chân trâu ngọc trai như thế này. Thì các bạn cứ lấy nhíp kẹp cái phần rễ và chúng ta gài xuống phần phân nền. Những cái lưu ý khi mà chúng ta cắm chân trâu ngọc trai là các bạn không nên cắm một cái cục quá to nhé các bạn nhé. Ví dụ chúng ta để cả mảng như này vào này thì thực sự là cái tốc độ phát triển của chân trâu ngọc trai nó sẽ bị kém đi rất là nhiều so với cái việc là chúng ta tách thành những cái cục nhỏ như thế này. Bởi vì là đối với một cái mảng mà chân trâu ngọc trai nó dày nhau quá thì cái sức cạnh tranh của nó rất là lớn, nên là cái tốc độ phát triển nó sẽ kém hơn. Chúng ta cứ tách ra thành những cái cục nhỏ, chúng ta gài xuống đều, chia đều ra. Chân trâu ngọc trai này là một trong số những cây nền dễ sống nhất trong giới thủy sinh. Tuy vậy thì nó có thể chịu được nhiệt độ lên đến hơn 30 độ. Tuy vậy thì để mà có một cái nền chân trâu xanh và đều ấy thì cũng các bạn cũng cần phải để ý một số cái vấn đề. Thứ nhất là cái ánh sáng cho chân trâu ngọc trai này không phải là ánh sáng quá mạnh nha các bạn nhé. Đối với những dòng LED mới ra bây giờ, ví dụ như WRGB hoặc là những dòng LED WIC, thì mình chính bản thân mình cũng đã trải nghiệm những cái dòng LED đấy cho chân trâu ngọc trai, và để ở cái mức độ sáng cao thì cảm thấy là chân trâu ngọc trai gần như không phát triển được. Chúng ta nên giảm cái mức độ sáng xuống một chút, chân trâu ngọc trai này không vừa sáng mạnh nhé các bạn nhé. Còn nếu mà chúng ta chơi những cái dòng đèn như Odyssey hoặc là Aqua Blue thì cái mức độ sáng của nó không phải là quá cao, nên là chân trâu ngọc trai cũng sẽ phát triển khá tốt. Pyrox với mấy dòng LED dạng hạng phổ thông. Mình cũng đã thử chân trâu ngọc trai này với đèn Sima, cũng thấy cây phát triển khá là tốt các bạn ạ. Đèn Sima 20W hoặc 40W tùy vào kích thước của bể. Tuy ánh sáng của nó không được được đẹp như những cái dòng RGB, nhưng mà cái tốc độ phát triển của chân trâu ngọc trai cực kỳ tốt. Khi mà chơi chân trâu ngọc trai này thì chúng ta để ý cái thời gian đầu, quan trọng nhất cái thời gian đầu đó là cái hiện tượng tảo nâu có thể xuất hiện bám vào những cái lá của cây chân trâu ngọc trai này khi mà chúng ta mới cắm này, thì sẽ làm cho cái tốc độ phát triển của chân trâu ngọc trai cực kỳ kém luôn, và có thể là nó sẽ bị chết hoặc là bị rất là chậm phát triển. Khi mà các bạn chơi những cái loại phân nền loại rẻ hơn, ví dụ Mekong hoặc là Aquaphor, thì các bạn chú ý cái vấn đề đấy, tảo nâu xuất hiện rất là nhiều. Cái khu vực trống này thì nó, các bạn thấy là nó khuất đằng sau cái viên đá chính này, nên là các bạn có thể là trồng một cái khóm vẩy ốc đỏ chẳng hạn, hoặc là một cái cây ngưu hoa chiên cao, để về sau nó sẽ mọc nhô lên khỏi đá này và tạo thành một cái, nếu mà về ốc đỏ nó tạo thành một cái điểm nhấn màu đỏ đây sẽ rất là đẹp. Còn ngưu hoa chiên cao nó sẽ tạo thành một cái chùm xanh ở đây, nó sẽ không bị che bởi cái bố cục đá này. Thế nên là mình sẽ để trống khu vực này các bạn ạ. Khi mà cắm chân trâu ngọc trai thì khi vào nước chúng ta nên lót một cái lớp như này nhá, để cho nước nó đỡ bị xối. Sau khi vào nước gần đầy thì mình sẽ dùng một cái vòi khác để mình hút những cái cặn bẩn ra, như vậy thì chiếc bể của mình sẽ được nhanh chóng hơn. Các bạn cố gắng búng những cái phần phân nó còn vương ở trên đá này,
đấy, rơi xuống thì nó sẽ đỡ mất thẩm mỹ. Sau khi vào đầy nước thì mình sẽ lấy một chút vảy ốc đỏ mình cắm điểm ở phía sau này nhé các bạn nhé. Bên đây bể của mình có sẵn mấy cái ngọn vảy ốc đỏ là mình tỉa ra luôn. Vảy ốc này là một cái dạng cắt cắm rất là dễ sống và dễ kiếm nhất trong giới thủy sinh luôn. Khi mà cắm vảy ốc, cắm cây lá nước thì các bạn cứ cắm khi mà nước đầy nhé. Nếu mà cạn thì sẽ rất là khó cắm và cây nó cứ nghiêng ngả linh tinh hết. Có một chút rêu tóc nên là mình sẽ phải nhổ nó ra ngay, không thì nó lây hết cả bể mất. Ở đằng sau này mình cắm càng dày thì cái bụi của chúng ta về sau nó phát triển càng đẹp. Dưới những cái dài này mình có thể ngắt đôi ra, mình cắm nó vẫn sống bình thường. Các bạn nhớ soi kỹ những cái, có thể là những cái rêu nó còn bám vào. Sau khi hoàn thiện chiếc bể cá thì mình nhận thấy là con đèn ODC cùi này của mình ánh sáng khá là yếu, nên là mình sẽ quyết định đầu tư một chiếc đèn mới cho cái bể cá này. Cùng vào đây chọn đèn nhé. Đây các bạn thấy là hình của nó như thế này, và chúng ta thử bóc hộp xem bên trong nó có gì nhé. Thì con đèn này giá của nó cũng hơn 2 triệu hay sao mình không nhớ. Cái đèn này lắp rất là dễ. Cái chân đèn này nó không phức tạp cầu kỳ như cái chân đèn này. Có một vài cái chi tiết đơn giản này mình lắp vài phút là xong thôi. Ví dụ để mình 90-45 thì chắc là cho nó dích vào một chút. Ưu điểm của cái dòng wick này là dây rất là dài. Các bạn có thể kéo đi bất kỳ đâu. Có một cái chỗ để chúng ta ghim dây điện vào như thế này. Con wick này thì có sử dụng điều chỉnh qua cái phần mềm Wick Aqua này các bạn. Các bạn tải cái phần mềm này về nhé. 36V Z217 này chúng ta sẽ thêm vào. Chúng ta có thể vào cái phần điều chỉnh, chúng ta điều chỉnh theo đây. Ví dụ là chế độ xanh thì ánh sáng sẽ như thế này. Chế độ đỏ, đây là pha cả xanh cả đỏ này. Chế độ chơi golf fit này, chơi cá rồng này. Có khá là nhiều chức năng ở trong cái đèn này. Chúng ta có thể cài đặt hẹn giờ ở đây. Ví dụ chúng ta bật đèn từ, mình sẽ cài từ 15 giờ chiều cho đến 22 giờ tối. Thì khi mà chúng ta cài đặt xong phần này thì chúng ta chuyển sang chế độ on này. Chuyển hết cả hai sang chế độ on. Và cài đặt về cái, thường là mình để chế độ mic. Thì như vậy là cây đỏ cũng sẽ có được những cái sắc tố cần thiết để phát triển đỏ. Bể mình vừa mới vào nước chắc đâu lấy được khoảng 30 phút các bạn. Bạn thấy là nước đã rất là trong rồi. Vừa rồi là mình đã hoàn thiện chiếc bể cá có kích thước 90-45-40 theo phong cách Iwagumi. Các bạn cảm thấy hay thì hãy chia sẻ và subscribe kênh của mình nhé. Có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc về bể cá cảnh hoặc bể cá thủy sinh, các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp trong phần bình luận. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.